Loài Phòng xin kính chào anh chị và các bạn. Video này thì Loài Phòng sẽ hướng dẫn anh chị cách lắp ghép cái giá đỡ micro kẹp bàn tiêu chuẩn vào cạnh bàn và sau đó là gắn cái màng lọc cũng như là chiếc micro ISK AT100 chúng ta vào đấy. Thì đầu tiên là trong cái hộp giá đỡ micro kẹp bàn ấy, anh chị bỏ hết tất cả, bỏ cái giá đỡ và những phụ kiện đi kèm với giá đỡ ra, thì nó gồm tất cả những thứ này thôi. Nó gồm 3 thứ này. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt cái phần chân đế vào trước, thì chúng ta sẽ nới lỏng cái con ốc này ra để cho cái khoảng cách này nó vừa cạnh bàn chúng ta, sau đó chúng ta sẽ bắt vào cạnh bàn. Anh chị xoáy cho nó vừa tay thôi nhá, vừa tới thôi, đừng có xoáy, đừng có xoáy mạnh quá. Để cái gen này nó khá là mỏng. Vừa tới thôi. Sau đó là cái phần giá đỡ đây, thì cái phần chân này mình sẽ cắm vào cái cái phần ngồi trên đi vừa rồi có con ốc các bạn hơi siết nó vào một chút rồi lưng lên lên. Tiếp theo là chúng ta sẽ mở cái hộp mic ISK AT100 ra. ISK AT100 mic Hòa Vinh á. Rồi, quyển sách hướng dẫn này. Đây, phụ kiện đi kèm. Số bao của nó này. Bông lọc, dây mic và micro. Ok. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái shop mount. Như các bạn thấy là shop mount là gen của nó là gen to, còn cái này là nhỏ. Thì đến lúc này thì chúng ta sẽ để ý cái phần chui chui gắn mic này mà đi kèm theo cái giá đỡ đấy. Thì cái này sẽ dùng những cái micro bé, những cái mic thu âm bé nút vừa, cái này dùng chui này. Còn đây chúng ta sẽ dùng cái mic thu âm mà nó có shop mount của nó rồi, thì chúng ta chỉ cần xoáy ra lấy con ốc này thôi. Sau đó là chúng ta vặn vào đây. Chúng ta vặn một cái shop mount. Chúng ta vặn nó số mao nhá. Đó. Anh chị vặn chặt vào. Và bây giờ tiếp theo chúng ta lại vặn cái số mao này vào cái phần giá đỡ micro kẹp bàn. Rồi, đây mình vặn vừa tới thôi. Anh chị vặn vặn chặt vào nhá. Rồi, nếu nếu nó có lệch thì anh chị nới lỏng con ốc ra, sau đó là xoay đúng cái hướng này. Đó, xoay đúng hướng. Đây. Tiếp theo chúng ta cho micro vào. Và các bạn để ý là đối với mic karaoke gia đình thì đầu thu của nó sẽ ở trên này. Nhưng mà tất cả các dòng mic thu âm thì đầu thu của nó sẽ nằm ngang và cái hướng thu của nó sẽ quay về cái hướng mà có cái chữ này. Đấy, cái hướng mà có cái chữ tên mic. Còn cái mặt không có chữ ở đây là quay như này, quay ngược, thì cái thu âm cái âm thanh nó sẽ rất là kém, ồm và tiếng nó nhỏ. Đây quay đúng hướng cái chữ này về cái phía mình ngồi hát nhá, quay hướng cái chữ về phía mình ngồi hát. Sau đó là chị bóp hai cái tai số mao, chị bóp cho nó mở rộng số mao ra, bóp cho mở rộng số mao ra và ấn mic vào. Đấy, nhớ là cái mặt có chữ phải quay về phía miệng mình ngồi hát, thì anh chị có thể để dựng mic như này hoặc là quay ngang như này, tùy anh chị nhá. Đó, sau đó là xoay thế này theo đúng cái hướng mình ngồi hát, và anh chị có thể lâng lên, lâng cao này hoặc hạ xuống thấp này, đẩy sang trái này hoặc là đưa nó sang phải này, để vừa theo cái hướng của mình ngồi. Còn cái bông lọc thì anh chị có thể úp vào đây, chụp vào cái mic đây. Để làm gì ạ? Để nó lọc bớt những cái tạp âm nhỏ, ví dụ như tiếng quạt khi mình chị ngồi hát có tiếng quạt đấy, hoặc là cái tiếng hơi thở phì phì ấy, nó sẽ lọc đi. Còn cái dây mic nó có cái ngạnh của nó, anh chị để ý nhá, anh chị nắp mic nó có ngạnh, nắp sau ấn cái tách là được. Rồi ấn tách cái là ok vào rồi. Và cuối cùng là chúng ta sẽ lắp cái màng lọc.
rồi, màng lọc. Màng lọc thì anh chị lấy lỏng con ốc này ra, bắt thanh trên thanh dưới đều được. Đây mình bắt thanh dưới thì bắt như này nhá. Thanh dưới này. Rồi sau đó là đẩy cái màng lọc này vào vừa cái mic này, nó chắn vừa như này. Như vậy là ok. Như vậy là ok nha anh chị nhá. Ok, video này thì mình đã hướng dẫn các anh chị cách lắp ghép cái giá đỡ micro kẹp bàn với chiếc micro ISK-T100 cũng như lắp màng lọc. Thì anh chị có câu hỏi gì thì cứ comment dưới video thì mình sẽ cùng trao đổi thêm. Giờ xin chào anh chị.